Xin chào tất cả các bác nhé, là em Hoàng Hatico đây. Đấy, hôm nay em đang chuẩn bị bàn giao một con móc sàn 15,5 m, gác giả công lên công rào là 16,5 m cho anh Giai Hà Nội, biển quá đẹp luôn. 06034 hiện đang trong quá trình chuẩn bị bàn giao thì em quay cho các anh chị tham khảo. Đây là một xu hướng mới của vận tải đây, móc sàn gác công rào này. Đấy, con này là sàn 15,5 m, xác của nó là 9 tấn, tải là được 30 tấn. Công rào này mình đóng lên nó khoảng tầm 3,5 tấn. Đấy, thì loanh quanh là anh chị tải cũng được 30 tấn đủ tải để mình chở theo ấy. Đấy, con này là sàn các công rào đây. Con này thò đầu khoảng tầm 30 phân thôi. Đây nó đóng một cái viên như này. Đây, bên trong này đóng mắt ốc nhé. Đấy, chân cột nó đóng mắt ốc nhé. Con này đóng cực đẹp luôn, màu bố đội. Đây em quay cho các anh chị tham khảo. Con này thì anh cách chia sẻ thì là chở gỗ dăm, chở nông sản. Đây, giờ này bán nhiều gỗ dăm quá nên là hay nhầm, chở nông sản nhá. 16,5 m, chở hàng cửa khẩu. Con này thì không đóng tất nước. Đây. Bên hông này là anh có đóng thêm một cái giá con này. Cái giá này thì để bạt này. Đấy. Bên cạnh là một bình nước nhỏ để rửa tay. Con này thì đóng giả công này thì các anh có thể đóng cao tối đa là 4,35 m nhá. Nhưng mà anh khách anh chỉ đóng khoảng tầm 4,2 m thôi. Sau đó nhiều khi anh phải đi ở trong cung đường đường làng ấy nên là anh đóng thấp này để cho vướng cái điện. Đây con này dàn lốp thì cực đẹp. Lốp con này là dòng lốp siêu chịu tải đây. Còn đây phía đằng sau là đóng kiểu giả công. Đây anh có đóng thêm một cái giá nhỏ nhỏ này nữa để khi mình bốc hàng này đứng xuống này đóng giả công, đằng sau thì thò dài hơn, đằng sau nó sẽ rơi khoảng tầm 60 phân, 70 phân đằng trước 30 phân. Con này dàn lốp nó cực đẹp, lốp siêu chịu tải luôn. Với con móc này anh chị có thể chở đến 90 tấn thoải mái. Bên em này. Màu xanh này thì màu này là luôn là màu chủ lực, màu rất đẹp. Màu bộ đội này nó bền một thời gian mà móc sau này nhìn nó cũng rất là cứng cáp hơn rất nhiều so với các màu khác. Anh chị có thể tham khảo qua. À, con này bên trên là đóng con này đang đóng cột của nó là cột tây, cột 18, cột u tây. Bên trên thì đang được hàn xếp đi dọc là một cái thanh gầm u, con kia là dầm trên kìa, trên cùng này nè đang đi một dầm rất nhiều to và hàn xếp đóng bên trên đóng kiểu giả công cực kỳ cứng cáp. À, dưới thì là hai rào này là mở xuống nhé. Mở xuống không phải mở sang bên đâu. Đấy, mở xuống. Đấy. Tôn là đều là tôn 2 ly hết, hộp 2 ly. Khóa thì đóng là dạng khóa con tôm. Đấy, đằng trước thì là bịt đầu giả công. Con này cực đẹp luôn. Đấy. Đây, cột này đều là cột U18, cột tây hết. Bửng tôn này đều là đê hộp 48 này, đều 2 ly này. Tôn này đều 2 ly hết. Cực kỳ dày dặn. Rồi, đây là một mẫu móc mới bên em. Nếu các anh chị nào mà có nhu cầu đóng móc này thì có liên hệ em qua số điện thoại là 0965 809 499. Em là em Hoàn ở công ty Hatico. Hiện tại xưởng của em đóng là xưởng ở dưới Hưng Yên. Một con móc thành thân như này nó sẽ rơi vào khoảng hơn 550 đấy. Cả lăn bánh. Con móc này em sẽ hoàn thành trong khoảng từ 10 đến 12 ngày. Hiện tại bên ngân hàng họ cũng cho đang hỗ trợ cho khách hàng là khoảng tầm từ 70 đến 75%. Lanh quanh anh chỉ bỏ khoảng tầm 200 ra là có thể lấy móc về rồi. Đấy, mọi thắc mắc có nhu cầu thì anh chị có thể liên hệ qua em qua số điện thoại hoặc kết bạn Zalo với em.
thì mọi thứ em sẽ giải đáp và tư vấn công việc của mình. Rồi, em xin cảm ơn tất cả mọi người.